Vatican trình chiếu phim tài liệu mới về biến đổi khí hậu. Bộ phim Lá Thư, một phim tài liệu mới của Nicola Brown về sức mạnh của nhân loại trong việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng sinh thái mà thế giới đang phải đối mặt, đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm 4 tháng 10 2022. Bộ phim Lá Thư có thể được chiếu miễn phí trên kênh YouTube Originals bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 2022. Nguồn cảm hứng cho tiêu đề của bộ phim tài liệu được lấy từ từ Encyclical được sử dụng cho một số thông điệp của giáo hoàng và nghĩa đen là Thư Luân Lưu. Tiêu đề đề cập đến thông điệp Laudato Si được Đức Thánh Cha Francisco ban hành vào năm 2015. Đối thoại Tại buổi giới thiệu bộ phim mới của nhà làm phim Nicola Brown Đức Hồng Y Michael Chutney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện nói rằng bộ phim nêu bật khái niệm chính yếu về đối thoại. Đối thoại là trọng tâm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha về hòa bình của nhân loại với đấng tạo hóa, với tất cả thụ tạo và giữa con người chúng ta với nhau. Hành động ngay lập tức, Đức Hồng Y Chutney nói thêm bộ phim là một tiếng kêu rõ ràng cho mọi người ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải hành động cùng nhau Chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ. Bộ phim nhằm truyền tải những thông điệp trong Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, mặc dù thông điệp có tác động rộng rãi trên phạm vi toàn cầu kể từ khi được ban hành cách đây 7 năm, cuộc khủng hoảng môi trường của ngôi nhà chung của chúng ta đã trở nên tồi tệ hơn. Chính điều này đã thúc đẩy Bộ Phục vụ Phát triển Con người toàn diện cộng tác với đạo diễn Brown và đoàn làm phim của ông cũng như phong trào Laudato Si và bộ truyền thông của Vatican sắp xếp cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và một số người đến từ những vùng ngoại biên bao gồm một nhà lãnh đạo bản địa, một người tị nạn khí hậu, một nhà hoạt động trẻ và một nhóm các nhà khoa học. Đức Hồng y Curti nói rằng những nhà lãnh đạo nổi bật này có thể nói thay cho những tiếng nói của các vùng ngoại vi thường bị bỏ quên trước tiên thông qua cuộc đối thoại của họ với đức thanh cha và sau đó bằng cách chia sẻ những câu chuyện của chính họ đức hồng y nói bộ phim và những câu chuyện cá nhân cho thấy một cách mạnh mẽ rằng cuộc khủng hoảng sinh thái đã đến và đang xảy ra ngay bây giờ đồng thời cảnh báo về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang tiếp tục gia tăng